đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Đám cưới Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín là một trong những hôn lễ được công chúng chúc phúc và mong chờ nhất trong năm nay. Vào sáng ngày 6 tháng 10, lễ vu quy của hậu Đặng Thu Thảo đã được diễn ra tại nhà riêng của cô dâu ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới của hậu Đặng Thu Thảo đã được chu tất. Đây được coi là cái kết viên mãn cho mối tình đẹp như mơ giữa hoa hậu và chồng sắp cưới sau khoảng hơn 2 năm tìm hiểu với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Sau nhiều tin đồn hẹn hò với bạn trai đồng giới, chiều ngày 2 tháng 10, Hồ Vĩnh Khoan đã chính thức khoe hình ảnh đám cưới của mình và bạn trai ngoại quốc tên Ronnie Georges. Như vậy, sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Sau buổi lễ lãng mạn, Hồ Vĩnh Khoan còn tiếp tục công khai đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái đính hôn và đính kèm tên người yêu vào trong trang cá nhân với dụ ý trao cho bạn đời danh phận. Hành động này của nam ca sĩ sinh năm 1988 với bạn trai khiến nhiều người hâm mộ vô cùng ghen tị. Những ngày qua, thông tin Mai Ngô bị Phạm Hương chèn ép, thậm chí là mắng cô trước đông đảo các thí sinh khiến cho Mai Ngô phải bỏ thi khiến đông đảo công chúng quan tâm. Ngoài ra, việc Mai Ngô vắng mặt ở top 70 của Hậu Hoàn Vũ 2017 làm cho nhiều khán giả càng thêm khó hiểu hoang mang. Gần đây nhất, Mai Ngô vừa đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội của mình với nội dung như sau: đi xa để cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, bình an, tránh khỏi những con người luôn muốn dìm bạn xuống để họ được nổi. Dòng trạng thái này được nghi có liên quan đến sự việc không hay xảy ra ở cuộc thi Nhan Sắc. Tuy không nói rõ ràng, nhưng nhiều người đồn đoán Mai Ngô đang muốn ám chỉ đến ai. Đây là lần đầu tiên Mai Ngô lên tiếng về vấn đề mà mọi người quan tâm gần đây. Được biết, đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Mai Ngô là một trong những thí sinh đặc biệt và gây tranh cãi lớn đối với khán giả. Nếu bạn đã trở thành là... Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao một đoạn clip ghi lại hình ảnh Ngọc Trinh mặc quần jean, áo sơ mi, đứng thuyết trình, chia sẻ về kế hoạch của cuộc đời. Cô chia sẻ khá chi tiết về việc làm như thế nào để mua nhà 40 tỷ. Người đẹp chỉ ra 5 tiêu chí để đạt được mục đích đó: tiền, thời gian, địa điểm mua nhà, nghề nghiệp và giữ gìn nhan sắc. Bài chia sẻ của Ngọc Trinh nhận được rất nhiều lời tán thưởng hay tiếng vỗ tay của những người lắng nghe. Thế nhưng, người nghe lại bất ngờ khi thấy người đẹp cho biết cô sẽ kiếm tiền bằng 3 cách đó là kinh doanh, công việc và xin bạn trai. Cô cũng khẳng định rằng mình chỉ xin tiền chứ không bao giờ vay. Chia sẻ về việc xin tiền bạn trai, Ngọc Trinh cho biết không xin được tiền ba mẹ vì ba mẹ quá nghèo, chỉ còn hai phương án là xin tiền bạn trai và kinh doanh. Khá nhiều người thích thú với những chia sẻ thật như đếm của Ngọc Trinh, nhưng nhiều người cho rằng Ngọc Trinh không nên rêu rao về những quan điểm kiếm tiền bằng cách xin tiền đàn ông. Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh nhận được gạch đá từ dư luận sau mỗi lần phát ngôn sốc của mình. Nhưng có lẽ quan điểm sống không cần vừa lòng đến đám đông của cô cũng giúp cho Ngọc Trinh bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó. Để lúc nào khán giả cũng được chiêm ngưỡng một... Từ Nhược Tuyên đang theo học bằng MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đúng lúc công ty của chồng đại gia gặp khó khăn. Dù không nói rõ nguyên nhân, việc học đại học ở tuổi 42, song nhiều người đồn đoán, mỹ nữ của cơn lốc tình yêu đang có ý định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh để phụ giúp ông xã Lý Văn Phong trong tương lai. Không chỉ quyết tâm học lấy bằng MBA, kể từ khi công ty của chồng làm ăn thua lỗ, Từ Nhược Tuyên đã phải tái xuất làm giải trí, giúp sức kiếm tiền. Giữa tháng 9 năm 2016, cô cũng cho ra mắt cuốn tự truyện kể lại đường đời của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1975 còn mở cuộc họp báo nhờ bạn bè quảng bá mong sách của mình bán chạy. Ngoài ra, cô còn nhận lời xuất hiện trong chương trình truyền hình do Hoàng Tử Xảo Tình Cũ của Từ Hy Đệ cầm trịch. Bà mẹ một con cũng không ngần ngại nhận những lời mời chụp hình cho những tạp chí thời trang, làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm. Thậm chí mỹ nhân xứ Đài còn quảng cáo cho một loạt mỹ phẩm chức năng bình dân trên Facebook cá nhân. Từ Nhược Tuyên cũng xuất hiện trong một vài sự kiện không mấy danh tiếng để có thêm tiền trang trải trong cuộc sống. Dù cuộc sống không quá khó khăn, song người đẹp không muốn nhìn chồng làm lụng vất vả để trả nợ. Ở làng giải trí xứ Kim Chi, có lẽ Girlfriend vẫn được nhắc đến là một nhóm nhạc dậm chân tại chỗ, khi những lần tái xuất gần đây đều mang một phong cách y như nhau, không có gì ấn tượng. Phải chăng, trước cái bóng quá lớn về phong cách âm nhạc của mình, Girlfriend chỉ vùng vẫy trong khuôn khổ đó mà chẳng chịu thể thoát ra được ngoài? Nhìn vào thực tế, rõ ràng Girlfriend
đang gặp khó khăn không nhỏ khi tìm cho mình một hướng đi khác biệt, thoát khỏi cái bóng lớn của những bản hit trước đó. Các cô nàng đã làm việc độc quyền với Gigi và Seongbi trong suốt 5 năm mini album và một full album, nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ bộ đôi nhạc sĩ này đã bắt đầu đuối sức. Bởi vậy, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho các cơ hội của Girlfriend tại các giải thưởng âm nhạc cuối năm. Không có nhiều tác phẩm điện ảnh có thể duy trì chuỗi thành công liên tục sau nhiều phần khác nhau, và Fast and Furious là một trong số những cái tên ít ỏi đó. Sau 16 năm, thương hiệu Fast and Furious đã trở thành một gã khổng lồ đầy uy lực. Hai phần phim gần nhất là Fast and Furious 7 và Furious 8 đã trở thành những bom tấn với số vốn đầu tư khủng là 190 triệu đô la Mỹ và 250 triệu đô la Mỹ. Series đua xe này cũng trở thành một trong những con gà đẻ trứng vàng lời lãi nhất của Hollywood ở phần 8 bộ phim mang về 1,2 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trước thành công vượt xa mọi mong đợi của phần 8 năm ngoái, Fast and Furious 9 hứa hẹn sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2019. Fast and Furious 9 được hứa hẹn sẽ ra mắt khán giả vào năm 2019 trên tài khoản Instagram cá nhân. Diễn viên chính đồng thời là nhà sản xuất Vin Diesel đã thông báo Fast and Furious 9 và 10 sẽ lần lượt ra mắt khán giả vào năm 2019 và 2021. Tuy nhiên, Universal Pictures đã đẩy lùi phát hành của Fast and Furious 9 từ ngày 19 tháng 4 2019 đến ngày 10 tháng 4 2020. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa có lời giải thích nào về sự thay đổi này, nhưng nhiều thông tin cho rằng tất cả những điều này xuất phát từ mâu thuẫn của The Rock và Vin Diesel. Vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về Johnson có trở lại bộ phim thứ 9 hay không. Tuy nhiên, trang The Hollywood Reporter nói rằng cả Vin Diesel và Dwayne Johnson đã bắt tay giải hòa để trở lại với Fast and Furious 9. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được sớm đón nhận những thông tin tốt đẹp từ bộ phim bom tấn này. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Brother never told you never threaten a man's family? It's a pretty stupid thing to do.